Xin chào các bạn, thì hôm nay mình chia sẻ video về cái xử lý cái cây phát tài nha các bạn. Đây là cây phát tài gốc rất là bự, mới sưu tầm. Các bạn thấy không? Các bạn như các bạn thấy không? Đây nè. Đây là cây phát tài nha các bạn, có hoành là 70 nha, gốc rất là to. Tiến hành là cắt mà tạo lại gãy và vô chậu cho cây phát tài nha các bạn. Thì anh nghệ nhân là đang là cắt tỉa gãy lại cho cây phát tài. Các bạn thấy không, cắt cho cái bầu rễ nó tròn lại để chúng ta tiến hành là vô chậu, thì như thế thì cây nó mới đẹp được. Nó thì sau một vài phút thì cây cũng bắt đầu đã hoàn thiện lại cái bộ rễ nha các bạn. Thấy không? Các bạn thấy không? Gốc cây rất là lớn, rất là đẹp. Xin giới thiệu lại các bạn là đây là quá trình là tạo lại cái bộ rễ cho cây phát tài nha các bạn. Cây phát tài có cái đường hoành là 70 nha các bạn, rất là lớn, cây rất lớn. Cây sưu tầm mới đem về nha.
Mấy này cắt ra luôn. Thì cắt bộ rễ cho cây phát tài đã tương đối hoàn thiện nha các bạn. Thì sẽ chỉnh sửa nó chút xíu và sẽ vô chậu cho cây phát tài này. Như các bạn thấy không nữa, cây rất là lớn. Nó còn lỗ hổ cũng rất là đẹp. Cây này là bứng từ dưới đất lên nha các bạn, mới sưu tầm về. Như các bạn thấy không, cây 3 thăng, một thăng chính rất là lớn. Rất là cao. Và tiến hành cưa chỉnh sửa lại cho cây phát tài nha các bạn. Các bạn thấy không? Rồi, cây phát tài thì đã chỉnh sửa gốc và cưa để tạo cái dáng cho nó xong và chờ vô chậu nha các bạn. Thì video gửi đến các bạn đến đây là kết thúc. Hy vọng các bạn đăng ký ủng hộ kênh cho mình nha. Xin chào các bạn. Năm mới xin chúc các bạn một năm an khang và hạnh phúc nha. Xin chào.